Xin chào các bạn. Nếu ấn vào video clip này thì chắc bạn cũng có quan tâm đến việc này hoặc biết về hãng đàn piano Mason Hamlin của USA. Tuy nhiên, có rất nhiều người nhầm lẫn rằng Mason Hamlin là thương hiệu piano sản xuất tại Trung Quốc. Đây thật sự là một hiểu lầm và hôm nay video clip này sẽ nói về sự kiện Mason Hamlin thật và hàng pha ke của Trung Quốc. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên phải nói đôi chút về thương hiệu cao cấp Mason Hamlin. Thương hiệu piano Mason Hamlin là một thương hiệu piano cao cấp của Mỹ, được thành lập vào năm 1854 bởi hai nhà sáng lập là Henry Mason và Emmons Hamlin tại Boston, Hoa Kỳ. Đây là một thương hiệu cao cấp, chuyên sản xuất thủ công những dòng đàn piano chất lượng xuất sắc và được liệt vào danh sách piano high-end, phục vụ cho những người chơi piano chuyên nghiệp và trong hơn 170 năm qua đã được nhiều người biết đến như một nhà sản xuất piano high-end hàng đầu của nước Mỹ. Với lịch sử lâu đời và sản phẩm chất lượng và mức giá cũng không hề rẻ, thương hiệu piano Mason Hamlin đã được chính phủ Mỹ chính thức cấp bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Mỹ. Sau đây mình xin gọi là Mason Hamlin USA. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp với Mason Hamlin USA cho đến khi 15 năm trước, trong một lần Mason Hamlin USA tham dự cuộc triển lãm nhạc cụ thế giới tại Trung Quốc. Nói cho bạn nào chưa biết thì hàng năm tại Trung Quốc sẽ có một sự kiện triển lãm nhạc cụ, quy tụ các nhà sản xuất nhạc cụ khắp mọi nơi về đây để triển lãm, để giới thiệu sản phẩm của họ. Mason Hamlin USA đã vô tình thấy những cây piano có logo của chính họ, tức là Mason Hamlin, đang được bày bán ở trong triển lãm. Phải chi bán hàng thật thì cũng đành, nhưng đây là những sản phẩm Mason Hamlin pha ke giá rẻ được sản xuất tại Trung Quốc bởi một nhà sản xuất giá rẻ nào đó tại Trung Quốc. Nhà sản xuất giá rẻ này đã lợi dụng uy tín thương hiệu Mason Hamlin để in hàng loạt logo của Mason Hamlin và gắn lên những cây đàn piano giá rẻ của chính họ và bán tại Trung Quốc trong nhiều năm. Tệ hơn nữa, hãng Mason Hamlin pha ke này đã sao chép toàn bộ nội dung trên website chính thức của Mason Hamlin USA, bao gồm lịch sử thành lập thương hiệu, các dòng sản phẩm, các bài viết, hình ảnh và website của mình. Thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố rằng công ty họ được thành lập tại USA để gây hiểu lầm và lừa gạt người dân Trung Quốc đang mua một sản phẩm của Mỹ. Sau đó, Mason Hamlin USA đã có động thái là khởi kiện công ty Mason Hamlin pha ke tại Trung Quốc vì luật sở hữu bản quyền với chính phủ Trung Quốc trong nhiều năm và cuối cùng nhận một tuyên bố chính thức chẳng đâu vào đâu, đó chính là bạn đã thua kiện. Nói cho bạn nào chưa biết, đất nước Trung Quốc có những quy định rất kỳ lạ về quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu. Hễ ai đăng ký nhãn hiệu trước thì người đó sẽ có quyền sở hữu nhãn hiệu trước, cho dù thương hiệu đó không phải là của họ hoặc cho dù nó có được những quốc gia khác công nhận đi nữa. Đây là tình trạng xảy ra rất nhiều đối với những thương hiệu khác trên thế giới tại Trung Quốc. Các đối tượng này thường đăng ký nhãn hiệu trước và trông đợi cho đến khi các nhà sản xuất hàng đầu mở rộng thị trường sang Trung Quốc và bán lại thương hiệu của chính họ cho họ. Sau đó, Mason Hamlin USA đã thương lượng với Mason Hamlin pha ke của Trung Quốc để mua lại thương hiệu của mình và đã được công ty tại Trung Quốc đưa ra cho một con số lớn hơn 8 chữ số bằng USD để mua lại. Và tất nhiên, Mason Hamlin USA đã không đồng ý mua lại. Và để tránh hiểu lầm cho tất cả các khách hàng của mình tại Trung Quốc, các khách hàng khác trên thế giới, Mason Hamlin USA cũng đã tuyên bố không hợp tác với bất kỳ nhà sản xuất nào việc sản xuất tại USA và đưa ra thông tin công khai trên website của mình, mục đích là để cho những khách hàng của mình không hiểu lầm rằng Mason Hamlin có sản xuất tại Trung Quốc hoặc là hợp tác với một nhà sản xuất nào đó tại Trung Quốc. Giờ đây, Mason Hamlin USA đã không thể bán những cây piano Mason Hamlin mang thương hiệu của mình vào Trung Quốc được nữa bởi vì sẽ vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Nhưng vì Trung Quốc là một thị trường rất tiềm năng và phát triển, nên Mason Hamlin USA đã quyết định bán những cây piano Mason Hamlin của mình vào Trung Quốc dưới một cái tên khác, đó là Henry Mason. Đây là tên của người đồng sáng lập ban đầu của thương hiệu Mason Hamlin USA và tuyên bố rằng Henry Mason chính là Mason Hamlin, chỉ khác ở cái tên thương hiệu và logo, được sản xuất tại USA theo tiêu chuẩn hoàn toàn giống Mason Hamlin gốc. Sau khi nhận thấy Mason Hamlin USA bán đàn piano của họ vào Trung Quốc dưới cái tên là Henry Mason, hãng piano Mason Hamlin pha ke của Trung Quốc đã tiếp tục chơi xấu một quả lần hai, đó là cho ra đời hai thương hiệu mới, tên là Mason Emmons và Henry Hamlin, và tuyên bố rằng đây là hai thương hiệu con của họ để tiếp tục lừa gạt người dân Trung Quốc. Với việc ghép những cái tên lộn xộn như vậy, Mason Hamlin pha ke của Trung Quốc cũng đã gây hiểu lầm rằng thương hiệu Henry Mason của USA cũng là thương hiệu con của Mason Hamlin pha ke tại Trung Quốc. Nếu ai có thắc mắc thì đối với những nhà sản xuất piano hàng loạt và giá rẻ ở Trung Quốc, việc thay đổi logo và thương hiệu trên những cây đàn piano là không có gì khó. Đây còn gọi là những loại stencil piano thì mình có để link ở dưới cái bài viết này cho bạn nào muốn tìm hiểu về stencil piano. Cho đến nay, vụ việc vẫn đang diễn ra như vậy và không được chính phủ Trung Quốc giải quyết. Việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh tiếng của Mason Hamlin Piano USA. Để phân biệt Mason Hamlin USA và Mason Hamlin pha ke cũng rất dễ dàng. Đầu tiên, để tra cứu thông tin, bạn vào website chính thức của Mason Hamlin USA, đó là masonhamlin.com. Đây là trang web chính thức của hãng Mason Hamlin USA với những thông tin chính xác và các dòng sản phẩm chính hãng. Thứ hai, giá của những cây piano Mason Hamlin USA không hề rẻ và có giá ít nhất từ 100.000 đô trở lên. Tuy nhiên, vào năm 2020, Mason Hamlin đã cho ra đời thêm hai dòng sản phẩm giá rẻ, đó là Classic Series và Artist Series. Thì hai series này đều có giá rẻ hơn dòng Mason Hamlin gốc, nhưng đây là sản phẩm chính hãng được Mason Hamlin thiết kế và sản xuất để hướng tới người dùng có ngân sách thấp hơn, chứ không phải là hàng pha ke.
Thứ ba, logo của Mason Hamlin bạn để ý là nó là theo phong cách hiện đại và không dùng các logo kiểu cũ nữa. Thứ tư, thông số sản phẩm của Mason Hamlin USA sẽ có những tiêu chuẩn đặc biệt hơn để phân biệt với Mason Hamlin pha kê của Trung Quốc. Nếu cần thì mình để link những sản phẩm phía dưới để các bạn có thể tham khảo. Cuối cùng, Mason Hamlin có hệ thống phân phối khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể liên hệ những đại lý chính thức của hãng để được tư vấn một cách đầy đủ chính xác nhất về các thông tin bạn cần. Còn tại Việt Nam, đại lý chính thức của Mason Hamlin là công ty Forte Piano kể từ năm 2019. Bạn có thể vào website của họ hoặc liên hệ hotline 0818181027 hoặc email manager@pianoforte.vn để được tư vấn chính xác nhé. Và đây là tất cả những thông tin về Mason Hamlin. Hy vọng nó sẽ giúp cho bạn và tránh việc mua phải piano Mason Hamlin pha kê của Trung Quốc và các công ty kinh doanh piano Mason Hamlin pha kê này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.